Bát nước hất đi rồi, không lấy lại được đâu. Đây mà ba máu sáu cơn lên thì rời cản. Kính mời nàng dâu đi quét nhà cửa sân xem hộ tôi. Láo nháo pháo ăn xe là không xong. Mẹ ơi, con quét xong rồi đấy. Mẹ ra xem được chưa? Để tôi lấy kính lúp kiểm tra xem cái đã. Chưa được đâu. Vẫn còn những hạt bụi to tướng đây này. Làm thế nào mà dối thế? Sợ đau gạch hay sao? Làm nữa đi. Khi nào tôi thấy được thì thôi. Vâng. Tôi thấy mình hơi quá quắt khắt khe với con dâu đấy. Vừa phải thôi, không mai này già nó lại hót ra ngoài đường. Tôi lại đang sợ quá đây. Không cho nó vào khuôn khổ, để nó làm vương làm tướng ở cái nhà này à. Tôi lại thấy mình đang làm tướng đấy. À, bênh con dâu đúng không? Có muốn giữ mấy cái răng để ăn cơm, hay là muốn húp cháo? Vụ hôm qua cho tôi đeo kính râm, đợi ngày đợi giờ khác biết tay. Làm chồng mà cứ để con vợ nó trèo đầu cưỡi cổ thì mấy mà thoát vị đĩa đệ. Giời ơi là giời, cô thừa sức khỏe à? Quét thế nào mà lại xước cả gạch thế kia? Con quét nhẹ thì mẹ bảo là sợ gạch nó đau. Con làm mạnh một chút để cho sạch thì mẹ lại kêu gạch nó xước thì con phải làm sao? Làm thế nào à? Cô chỉ làm tôi ngứa mắt thôi. Thế để con gãi cho. Cô lại trêu tôi à? Đi rửa bát. Đàn ông anh em mình đạp đất đội giời, chứ đừng có đội vợ lên đầu. Ông văn hay chữ tốt lại cứ đá xoáy tôi. Tôi thì cầm tinh con chuột nhất, nhà tôi lại cầm tinh con sư tử Hà Đông. Thành ra là hơi sợ một tí. Phải biết thế nào là đúng là sai. Vợ chồng nể nhau tôn trọng nhau thì được, chứ đừng có sợ. Gia đình có ấm có êm đa phần nhờ vào người đàn ông. Nghe nói bà bên đấy đẻ ngược nên là cũng hơi trái khóe đúng không? Thì đây, con gái nhà ông về làm dâu mà có ngày nào yên đâu. Cũng thương con bé mà chưa biết làm thế nào. Kiểm tra xem có làm được không. Úi giời ơi, rửa kiểu gì mà nhớt nhẻo thế này. Mày thẻ lưỡi liếm nước dãi chảy đầy ra đấy lại chẳng nhớt. Còn ốc đâu? Ra bảo đây. Dạ. Mẹ bảo gì con? Cô có làm được không, làm được không? Hay là chỉ nhánh nhoãng cho xong? Ra rửa lại hết đi. Cùng là phụ nữ, rồi cùng cảnh làm dâu, sao cứ phải bắt bẻ xăm soi từng tí một?
Ôi giời ơi, âu mỡ tuần trước đầy là thế. Con này nó nấu nướng kiểu gì mà vơi đi bao nhiêu rồi? Nó uống mắm hay sao mà cũng gần hết rồi. Này hến ơi, ăn uống thì nó phải cạn, nó phải vơi dần đi chứ. Có phải là nồi thạch xanh đâu mà đẩy lên được. Không phải đẩy lên mà ăn uống phải tiết kiệm. Mẹ không phải vào hùa mà bênh nó đâu. Không phải bênh mà cái gì đúng thì phải cho nó đúng, đừng có mà quá đáng quá thể. Mẹ có tuổi rồi, không làm được gì thì nói ít thôi. Tức nước rồi sẽ có lúc vỡ bờ đây. Mày đừng có nghĩ mày là bố tướng bố đời. Này, giờ chưa đi làm, sống nhờ vào chồng, mỡ mạc mắm muối dùng ít thôi, cứ vụng như là múc cám lợn thì mấy mà hên. Cô nhớ lời tôi dặn đấy, không phải đùa đâu. Mẹ ơi, con nấu nướng xong rồi, mẹ ra xem có được không? Đậu bóng đêm à? Cô có biết làm không hay là chỉ phá hoại? Dùng ít mỡ chỉ được thế thôi, dùng nhiều lại kêu tốn, đằng nào cũng nói được. Cô lại bày cái trò gì nữa đây? Bảo nó dùng tiết kiệm, làm như thế đúng rồi còn gì. Làm gì thì làm, đừng để con này trái mắt ngứa tai, nóng máy lên lại khổ cái bộ nha chứ chả đùa. Mẹ ơi, con xin phép mẹ qua nhà con chơi mấy hôm. Cái nhà này có ma hay sao mà lại phải đi? Đưa cái túi đây xem nào. Nhớ là đừng bao giờ mang của nải của cái nhà này đi đâu. Nhà ông bà thông gia bên đấy thiếu gì mà nó phải mang đi. Biết đâu được đấy, lòng tham con người vô đấy. Cô nhìn cái mặt tôi đây này, tôi cấm, cấm tiền, không được mang cái gì đi, nhớ chưa? Này, từ nãy tới giờ tôi nói mà cô không thèm bắt lời à? Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đấy. Này Ngao ơi, sao lại đá thúng đụng nia mặt đực ra thế? Con bị cho nghỉ việc rồi. Giờ hai vợ chồng ăn không ngơ ngồi rồi, tiền mà cạn túi lại một núi vấn đề.